giờ như cũng được. Lên trên trên trái. Đường 34 đấy. À không, phải đâm thẳng, đâm xếp đâm thẳng em, đâm thẳng đi đường trong cái gì đó nhưng. Các cư dân trên đấy không được. Chứ đâm thẳng đi. Em biết cái đường đấy không? Đâm qua ngã tư. Đường sau Bixi. Ừ, đâm khoảng đi qua ngã tư đi. Chứ đi không thể cho trái quay đầu nữa, hơn lòng mỏng. Xong đi về lối quán cà phê ấy. Vâng. Không em thả đấy, mọi người quay đầu cũng được, tiện. À không, phải đâm đường kia nhanh hơn nhỉ? Gì đấy, cơ quá. Tối rồi, về ăn cơm đi. Nghỉ ngơi sớm đi. Giết bớt bên này. Sắp đến rồi chứ. Để tới nơi chứ. Cảm ơn mày đã chỉ đường cho tao. Cảm ơn mày. Tiếp thu. 600m nữa, vòng ngược lại tại ngõ 204 Trần Duy Hưng. Đi về hướng Tây Bắc lên quận Duy Tiến về phía. Đúng 9 giờ nhỉ? Căn chuẩn à? 9 giờ về. Thế mình đi 2 tiếng rưỡi thì là chuẩn đấy. Về Thái Bình là 2 tiếng rưỡi là đúng rồi đấy. Chiều hơi sai. Đúng rồi, về Thái Bình là tầm 2 tiếng rưỡi. Chiều là đi ta. Trung tâm thương mại X Thăng Long. Đoạn này rất hay tai nạn vì mấy xe công ấy. Mấy bố xe con nó cứ lách thì nó tạt cho mấy bẹp mấy phát ấy. Một xe công ai cua ở đây nữa. Đã về được tại Thăng Long mà đi ra kiếm việc này đúng không?